Modul 2, hỗ trợ di chuyển người bệnh từ giường sang xe lăn. Mục tiêu của Modul này nhằm hỗ trợ để người bệnh có thể duy trì một cách tối đa và tiến tới cải thiện các hoạt động hàng ngày. Trong tình huống này, người bệnh bị liệt nửa người bên phải và đây là kế hoạch chăm sóc nhằm hỗ trợ người bệnh di chuyển từ giường sang xe lăn. Hãy xem xét tình huống trong Modul này. Người bệnh phải phụ thuộc vào điều dưỡng viên để di chuyển. Tuy nhiên, nếu không tự vận động, người bệnh có thể mất hoàn toàn khả năng vận động và có nguy cơ mắc hội chứng khiếm dụng. Mục tiêu chăm sóc cho người bệnh này là khuyến khích cải thiện các hoạt động hàng ngày. Để đạt được mục tiêu này, điều dưỡng viên đã xây dựng kế hoạch chăm sóc gồm giải thích chi tiết về vận động và lợi ích của việc vận động, hỗ trợ tinh thần và khuyến khích người bệnh để ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, chán nản. Chi tiết của kế hoạch được trình bày trong bảng sau. Trước hết, điều dưỡng viên cần giải thích cho người bệnh về những sự chuẩn bị cần thiết để hỗ trợ di chuyển người bệnh từ giường sang xe lăn. Đầu tiên, hãy kiểm tra xe lăn, phanh, lốp, độ cao phù hợp với người bệnh, vân vân. Sau đó, kiểm tra tình trạng của người bệnh, mức độ liệt, dấu hiệu sinh tồn, kiểm tra độ cao của giường và giải thích cho người bệnh về lý do và mục đích của các vận động cần thiết. Điều dưỡng viên nên giải thích chi tiết để người bệnh hiểu và cùng phối hợp. Việc giải thích cụ thể sẽ giúp người bệnh chuẩn bị tinh thần và khuyến khích người bệnh cải thiện khả năng tự vận động của mình nhiều hơn. Đặt xe lăn ở góc 30 độ so với mép giường ở bên lành của người bệnh, sau đó khóa bánh xe. Yêu cầu người bệnh tiến bên hông lành lên phía trước ở tư thế ngồi, khuyến khích người bệnh tự vận động tối đa. Việc này cũng sẽ giúp điều dưỡng viên nhận định được khả năng vận động tự thân của người bệnh. Điều dưỡng viên đứng trước mặt bệnh nhân, xoay bàn chân gần xe lăn về phía chiếc xe. Việc mở rộng hai chân giúp điều dưỡng dễ dàng hỗ trợ người bệnh di chuyển và giữ cho người bệnh đứng vững ngay cả khi mất thăng bằng. Điều dưỡng viên yêu cầu người bệnh vòng hai tay ra sau lưng điều dưỡng, đồng thời hai tay điều dưỡng viên đỡ phần thân trên của người bệnh. Khi điều dưỡng viên hỗ trợ người bệnh từ từ đứng lên, phần thân trên của người bệnh hơi đổ về phía trước và tựa vào người điều dưỡng. Khi vùng đầu và phần thân trên của người bệnh nghiêng về phía trước, trọng tâm của cơ thể thay đổi và giúp người bệnh đứng lên một cách dễ dàng. Người bệnh có thể di chuyển an toàn và điều dưỡng viên sẽ không bị áp lực phần hông do trọng lượng của người bệnh. Nghiêng người bệnh về phía trước. Hãy cùng xem từ phía sau. Điều dưỡng viên trượt tay xuống thắt lưng của người bệnh, sau đó giữ phần thắt lưng bằng cả hai tay. Trong trường hợp này, điều dưỡng viên cần quay mặt về phía xe lăn để mở rộng tầm nhìn. Chuyển trọng tâm của người bệnh ra phía sau và hỗ trợ người bệnh ngồi xuống một cách nhẹ nhàng khi mặt sau cẳng chân người bệnh chạm vào mép ghế. Khi người bệnh đã ngồi xuống xe lăn, đặt bàn chân của người bệnh lên bàn để chân. Lúc này, điều dưỡng viên cần giải thích và khuyến khích người bệnh tự vận động tối đa có thể. Bằng cách giảm thiểu nhu cầu hỗ trợ, người bệnh có thể cải thiện khả năng tự vận động của mình nhiều hơn. Cuối cùng, chúng ta hãy tổng kết lại quy trình điều dưỡng trong tình huống này. Có một số chú ý trong phần chăm sóc điều dưỡng này. Điều dưỡng viên quan sát cẩn thận để đánh giá tình trạng người bệnh hiện tại để thực hiện chăm sóc phù hợp. Trong trường hợp này, bàn tay bên bị ảnh hưởng của người bệnh hơi co lại. Nó được quan sát và đánh giá một cách cẩn thận. Vấn đề này sẽ góp phần xây dựng kế hoạch đánh giá tình trạng các khớp và theo dõi liên tục. Để di chuyển an toàn và khuyến khích người bệnh di chuyển để cải thiện các hoạt động hàng ngày, điều dưỡng viên quan sát tình trạng người bệnh, đánh giá kế hoạch chăm sóc theo khả năng vận động của người bệnh. Trong trường hợp này, điều dưỡng viên hỗ trợ người bệnh di chuyển sang xe lăn an toàn, sử dụng phương pháp cơ chế vận động của cơ thể để giảm áp lực lên người bệnh và điều dưỡng viên, đồng thời quan sát và đánh giá khả năng vận động của người bệnh và điều dưỡng viên nhận thấy rằng người bệnh vẫn còn yếu khi tự mình đứng lên, cần tiếp tục khuyến khích sự chủ động của người bệnh với sự hỗ trợ phù hợp để đảm bảo vận động an toàn và thoải mái. Vận dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả, điều dưỡng viên lên kế hoạch chăm sóc thúc đẩy tự vận động của người bệnh. Trong trường hợp của mình, điều dưỡng viên giải thích chi tiết hơn để thúc đẩy người bệnh cải thiện các hoạt động hàng ngày và khuyến khích người bệnh vận động, ngăn ngừa sự mệt mỏi buông xuôi, dấu hiệu của hội chứng khiếm dụng. Sau khi thực hiện sự hỗ trợ, điều dưỡng viên quan sát những phản ứng, biểu hiện tích cực của người bệnh để chuẩn bị cho lần vận động tiếp theo. Cách tiếp cận này sẽ là cơ sở cho kế hoạch tiếp theo để thúc đẩy sự chủ động vận động có thể có của người bệnh.